Xin mến chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình xử lý một cái file ảnh cũ thế này. Thì trên màn các bạn thấy rõ đây là một cái tấm ảnh mờ và bị móc đốm rất là nhiều ha. Nhưng cái tấm ảnh này, cái ảnh thì được vẫn còn cái khối của tấm hình, vẫn còn nét, nên chúng ta có thể vẫn còn cái dáng của tấm ảnh nha, nên chúng ta có thể xử lý lại mà đẹp mà không mất nhiều thời gian. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách mình làm. Thì trước tiên chúng ta sẽ nhân lên một lớp laser ha, sau đó chúng ta sẽ dùng auto color để lọc màu. Thì mình vẫn khuyên các bạn nên chỉ dùng auto color để lọc màu trong bất kỳ những cái tấm ảnh phục hồi nào. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành chỉnh sơ cho nó có cái đậm đà cái tấm ảnh lại, thì chúng ta sẽ dễ dàng xử lý hơn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chấm những cái bụi này. Thì có cách duy nhất là chúng ta chấm, và cách thứ hai là chúng ta sẽ vào camera raw để chúng ta xử lý cho nó nhẹ lại, cho nó giảm bớt đi cái bụi nhẵn đi. Thì ở đây mình dùng camera raw, mình sẽ dùng noise reduction để mình đẩy những cái bụi nhẵn đi đó. Các bạn để ý cái chỗ này thì các bạn cứ kéo theo mắt nhìn thôi, cái nào mình cảm thấy sạch bụi là được, không cần phải để ý cái thông số ha. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng Burst Mix Tool ha. Các bạn chú ý cái Burst Mix Tool thì ở trên đây các bạn sẽ dùng cái dòng đầu tiên web, đó là khoảng 20 ha, 20 đi. Ở đây thì mình chọn 20, ở đây là 70%, ở đây là Mix là 90 và Fold là 90 luôn ha. Ở đây thông số còn lại mặc định, các bạn muốn chọn cũng để mặc định nha. Ở đây mình sẽ để giữ như vậy và mình tút những cái bụi mịn này, những cái hạt bụi này, thay vì chúng ta dùng Huling chúng ta chấm vẫn được nha. Ở đây thì mình dùng Burst Mix Tool để mình chấm. Thì những cái bụi này á, các bạn có thể chấm từ từ hoặc là các bạn có thể cà. Thì theo mình á, thì mình cà như thế này á, thì nó sẽ nhanh hơn là các bạn chấm á. Các bạn chấm vẫn được. Ok, rồi thì các bạn thấy sau khi mà mình cà xong á, thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển qua một cái màu trắng đen đó. Bây giờ mình sẽ chuyển qua màu trắng đen ha. Ok, thì tấm hình chúng ta sẽ trở nên sạch sẽ hơn đó. Rồi thì các bạn thấy sau khi chúng ta chuyển qua trắng đen thì tấm hình chúng ta sẽ trở nên nó về một màu á, thì nó sạch sẽ hơn. Thì mình sẽ làm cho cái hình nó đều da lại, thì chúng ta sẽ tăng nét lên, nó sẽ đẹp hơn ha. Thì ở đây các bạn để ý là cái chỗ phần tay này bị mất rồi, nên chúng ta sẽ dùng lon tam để chúng ta chấm ha, chấm cho nó có cái viền vành tay ở đây, hoặc là các bạn vẽ lại, nếu các bạn khéo tay các bạn vẽ lại, hoặc là các bạn có thể copy cái phần bên đây để đắp qua. Thì ở đây mình sẽ vẽ cái viền tay ở chỗ này bằng phím O ha, lon tool đó. Bây giờ mình sẽ chọn vẽ lại cái viền tay này, các bạn thường các bạn dùng Piston hoặc Sudo ha, tùy ha. Đó, ở đây mình các bạn vẽ nên chọn khoảng 40 thôi ha. Cái này nó hơi dày, nó hơi đậm nên nhìn hình nó sẽ không có đẹp. Đó, ok. Rồi thì cái phần này thì chúng ta cũng chấm nhanh luôn. Đó, đơn giản, rất đơn giản ha. Thì bước cơ bản thì mình xử lý như vậy, sau đó mình sẽ làm sạch bằng camera raw một lần nữa cái phần mà nhăm nhăm á, nó nói chung nó làm sạch sẽ rồi đó. Bây giờ bước còn lại của chúng ta là tăng nét lên và lên màu ha. Thì các bước tăng nét á thì mình đã hướng dẫn trong rất nhiều video, bây giờ mình cũng chia sẻ lại cho các bạn xem luôn ha. Bây giờ mình sẽ cắt cái khổ nhỏ lại. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm mới này, Hip Power Photo Enhancer, để chúng ta tăng nét cái tấm ảnh này và xử lý cho nó đẹp luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đưa qua phần mềm để mình save lại cái. Thì các bạn thấy mình đưa qua cái phần mềm Hip Power Photo Enhancer, nó sẽ giúp mình đẩy nét lên
và sau đó mình sẽ tiến hành xử lý tiếp cái phần còn lại trên Photoshop, đó là cắt ghép áo và thay phông xanh. Ngoài ra thì chúng ta cũng lên màu làm sao mà cho cái tấm ảnh của mình nó đẹp trở lại. Rồi bây giờ mình sẽ lên màu. Lên màu thì mình thấy tốt nhất vẫn là Natural Filter, lên màu rất hiệu quả và đẹp. Ok, các bạn vô bật coloration lên. Thì hiện tại bây giờ mình đang sử dụng phiên bản Photoshop CC 2021 bản 22.5.1 nha. Nó mới bật được cái tính năng này lên. Còn các bạn có điều kiện nên mua bản quyền thì các bạn sử dụng nó sẽ hiệu quả hơn. Ở đây mình vẫn còn sử dụng bản cũ nên mình chưa có mua bản quyền. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành ghép áo vest vào. Ở đây thì mình sẽ có cái mẫu áo vest mình khách chuẩn bị sẵn nên mình chỉ việc mình đưa vào thôi. Ok, các bạn lấy cái áo vest rất đơn giản, các bạn chỉ cần đưa vào là xong. Đó, những cái mẫu áo vest này thì mình cũng có chia sẻ trên web, các bạn nào cần thì có thể tải miễn phí tại website, mình để link dưới phần mô tả video, hoặc là các bạn cứ truy cập vào tiengbts.com thì chúng ta có thể tải những cái tài liệu phục hồi hoặc là những cái tài liệu khác rất là nhiều, mình chia sẻ miễn phí cho các bạn ha, đào trực tiếp từ Linkraver không qua bất kỳ hình thức liên kết quảng cáo nào cả nha. Đó, trang web của mình là sạch sẽ. Lúc trước mình cũng có liên kết nhưng mà mình thấy quá phiền phức cho anh em, mà khi mà cần tài liệu anh em phải đi cà vòng cà vòng, mình thấy nó phiền quá. Bản thân mình cũng vậy thôi, mình khi mình tải tài liệu, mình muốn đi tải tài liệu thì khi mà qua trang web và cứ lòng vòng như vậy mình thấy rất là bực mình. Nên chính vì thế á, mình lập luôn một cái trang web cho anh em tải miễn phí, không có lòng vòng lằng ngoằng nữa. Với lại các bạn biết khi mà liên kết những cái trang web mà lằng ngoằng như vậy á, người dễ bị ăn cắp dữ liệu lắm nha. Thì theo cái kiến thức mình biết thì nó là vậy. Còn các bạn nào mà biết nhiều hơn thì có thể cho mình ý kiến nha. Thường thì những trang web mà các bạn đào tài liệu mà các bạn click vào những cái quảng cáo mà đi qua một cái quảng cáo rồi sau đó mới vào đường link chính á, thì đa phần sẽ bị ăn cắp dữ liệu nha. Mình đã bị rồi nên mình biết thôi, còn các bạn nào mà chưa biết thì từ từ cũng biết thôi. Nó sẽ thông báo những cái thông tin ghét qua mail, qua điện thoại rất là nhiều, mà trong khi đó mình chưa bao giờ mình đăng ký hay mình làm gì mà cũng lộ thông tin đó. Rồi phần trên thì đơn giản và rất là đơn giản rồi. Phần tóc thì nó hơi ám màu thì chúng ta chỉnh nhẹ lên là xong. Còn cái phần này nó hơi bị trắng nè, các bạn thấy không? Khi các bạn làm tấm ảnh này rất là khó ở chỗ là mình phải quan sát ha. Quan sát thì tùy theo khả năng của mỗi người chứ để mà chúng ta có thể nhận diện được và hoàn thiện cái tấm ảnh đẹp. Đó. Ok, tút lại. Rồi ok, đây là cái tấm ảnh mà sau khi mình đã hoàn thành xong rồi đó các bạn. Đây mình mở file gốc lên cho các bạn xem. Đó, đó, nó sạch sẽ và sáng sủa ha. Đó, do cái tấm ảnh này cái mặt bên này nó trắng quá nè nên bên này nó lên màu á, nó không được đẹp. Nhưng mà cái tấm ảnh mà nó có khối liền lạc hơn á thì chúng ta lên màu đậm đà, nó sẽ nhìn hình nó có khối hơn. Tất cả những cái bước mà mình làm trong cái tấm ảnh này á, chúng ta đều ứng dụng Photoshop mới ha, và đặc biệt đó là những cái phần mềm mới mà các bạn có thể tải miễn phí, hoàn toàn miễn phí nha, không bao giờ tính phí. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Nếu các bạn nào thấy hay hữu ích nhớ nhấn like, đăng ký kênh và thường xuyên theo dõi những video của mình. Mình sẽ chia sẻ những kiến thức mình biết được trong quá trình làm Photoshop, làm ảnh dịch vụ. Rồi xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.